Sau cuộc thi, Bích Ly luôn nỗ lực luyện tập thanh nhạc, vũ đạo để phát triển sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tất cả quý vị khán giả của kênh truyền hình Quốc hội, mình tên là Hà Thế Dũng và là giáo viên thanh nhạc của Bích Ly. Dũng đã đồng hành cùng Bích Ly được hơn một năm luyện tập rồi. Bích Ly là một cô bé rất là dễ thương và chịu khó luyện tập trong vấn đề thanh nhạc. Bích Ly thì hướng tới một sự là đa dạng theo phong cách hát và có sự đa năng khi mà theo một hướng ca sĩ chuyên nghiệp. Sắp tới Bích Ly sẽ tham gia chương trình Tôi Hát của kênh truyền hình Quốc hội, thì hy vọng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Bích Ly thật nhiều. Xin cảm ơn.